Tin tướng ngày hôm nay em Thúy sẽ lên giới thiệu với các bác rất là nhiều hàng thuần đang có tại vườn nhà em. Địa chỉ vườn Lam Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0981550768. Số điện thoại trên, đồng thời em cũng dùng Zalo nhé. Nhà em và toàn bộ những cái hàng này em quay này là toàn những cái mặt hàng đang có tại vườn nhà em nhé các bác nhé. Ngoài ra châu VIP nhà em còn rất chi là nhiều, toàn những hàng khủng long thôi các bác nhớ. Mít này, mít rụt luôn. Đấy, châu VIP rồi nhạn VIP này, bao la bát ngát luôn. Sau đây em sẽ vào em giới thiệu chi tiết từng mặt hàng một ạ. Em giới thiệu đến các bác một cái lô châu Thái hoa Tết nhé các bác nhé. Hàng này là bước sang năm thứ 6 rồi, tất cả mọi cây đều có cuống hoa cũ rồi nhá. Em cho các bác xem mặt hoa chủ yếu, cái màu cái mặt hoa của lô này nó là màu, nó chủ yếu là nó gồm có những cái màu chấm bi này, bò sữa này, cam đào này, cam nửa này, cam đậm này, hồng sắc pháo, hồng cánh sen, xanh cốm, vàng. Đấy, màu trắng có nhưng mà màu trắng có nhưng mà ít lắm, không có nhiều đâu. Đấy, để các bác nhìn thấy bảng màu này. Rất là lung linh đẹp và em bảo hành với các bác là hàng này là hàng Thái nhá các bác nhá. Một cây nó trung bình nó từ 4 cặp lá rưỡi trở lên. Chiều dài của lá đây, em đo cho các bác xem đây. Đấy, hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá 75.000 một chậu. Đây, về các bác chỉ việc trao chơi thôi, hoặc các bác có thể ghép mấy chậu vào một chậu to, hoặc là các bác ghép sang gỗ lũa đều được. 75.000 một chậu và em ship từ 2 chậu trở lên. Trong trường hợp các bác mua 5 chậu em sẽ miễn phí ship. Các bác mua 2 chậu trở lên thì em sẽ tính cho các bác phí ship là 35.000 một đơn hàng. Đây các bác ơi, cuống hoa cũ đây. Và hàng này em cũng nói trước các bác là lá nó nhỏ nhỏ xinh xinh chứ không có lá mít, lá to đâu nhá các bác nhá. Và cái hàng lá mít ý, thì em cũng nói luôn các bác đặc điểm của cái hàng lá mít thì lá nó mít rụt, nó sẽ ngắn, nhưng mà của bông hoa của nó rất là ngắn, nó không dài như cái dòng này, cái dòng lá này của nhà em. Bông hoa cực kỳ dài luôn. Đấy, em bảo hành cho các bác luôn, dòng này bông hoa cực kỳ dài luôn. Đấy, 75.000 một em nha các bác nhá. Đấy, hàng này hàng lá xếp thì các bác nhá, chứ không phải là hàng lá mít. Đấy, lá nó vừa vừa thôi. Lá nó vừa vừa thôi các bác nhá. Đấy, thì các bác ở đòi em mít rụt là em nói trước là em không có mít rụt nha các bác nhá. 75.000 một em, các bác mua càng nhiều em càng khuyến mại nhá. Siêu đáng yêu luôn. Em vừa về được một cái lô sơn thủy tiên này các bác ơi, siêu đẹp luôn. Em nói thật ý, lâu lắm rồi em mới gặp được một cái lô như thế này. Siêu đẹp nhá. Và đặc biệt nhá, 100% thân tơ luôn. Đây này các bác ơi, vì sao em nói vậy? Các bác là người chơi cây, có khi là các bác, những bác mới chơi chắc là không biết đâu. Những cái thân này là nhà em là nó chưa ra hoa đâu. Đấy, cho nên là năm nay dự báo là một cái mùa năm nay cực kỳ là sai hoa. Có những cái chậu nó nhiều thân nhưng mà nó nhiều thân già thì các bác cũng chả tác dụng gì bằng những cái chậu như này. 100% thân tơ luôn nhá. Đấy, củ siêu to khổng lồ. Và đặc biệt cái lô này nhá, nó lẫn rất là nhiều mặt hoa. Mặt hoa vàng đậm này. Đấy, mặt hoa vàng đậm nhỉ. Mắt vàng đậm nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đỏ này. Đấy các bác này, đỏ rồi đen. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Cái mặt hoa này, cái đợt này rất là nhiều mặt hoa luôn các bác ạ. Cho nên là các bác mua thì lúc mà nhà vườn người ta trồng nhiều, người ta không thể nhớ đánh dấu được hết. Thế cho nên là các bác mua về mà quay sổ số nha các bác nhá. Giá thì em để cực kỳ là yêu luôn, 250.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu như này em phờ lên ship. Trong trường hợp các bác mua 2 chậu trở lên thì em 2 chậu thì em cộng thêm cho em 35.000 tiền phí ship. Cái ship này này em đã bù lỗ rồi, vì tìm một chậu nhá, siêu to khổng lồ luôn, nặng lắm các bác ạ, gãy cả tay em đây này. Đấy, 3 chậu như thế này em sẽ bao ship cho các bác nhá. Đẹp lắm cơ, chưa bao giờ lô nào nó đẹp như lô này. Lá bóng nhẫy luôn nhá, củ cực kỳ to. Đấy, thân tơ này các bác nhìn này, thân tơ chưa giao hoa lần nào nhá. Có cái lá, những cái thân già, không phải là chưa giao hoa, những cái thân già giao hoa là đã cắt bớt đi rồi. Đấy, đã cắt bớt đi rồi, chỉ còn để lại những cái thân non thôi.
siêu đẹp luôn. Em giới thiệu tiếp đến các bác một mặt hàng nữa, đó là trầm thiên long nhá các bác nhá. Một cái hàng này là cũng là một dòng giống trầm của Đài Loan nhá các bác nhá. Đấy. Hàng này hàng ươm ki cho nên là em bảo hành mặt hoa cho các bác này. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này. Đây này, chậu rất là nhiều thân. Nó rơi vào tầm 7, 8, 9, 10, 11 thân gì đấy. Em đếm không hết đâu. Chi chít chỉ chịt. Những cái hàng này về các bác nào mà mình được các bác đơn giản ấy thì các bác cứ để về các bác để treo chơi thôi. Rồi bác nào mà cầu kỳ mình muốn để sang cái chậu to ấy, để cho nó lên một cái giò to hoành tráng này, các bác sang chậu thì các bác để cắt cho em cái chậu nhựa này, bê luôn cả cái giá thẻ lên nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Siêu trầm nhá. Hoa cực kỳ là thơm luôn. Đấy, nó có hai mặt hoa. Các bác ưng mặt hoa nào thì nói em sẽ nhặt với các bác nhá. Một mặt hoa là nó sẽ là mũi, nó sẽ họng, nó sẽ là họng đen nhá. Một cái là họng, nó họng viền trắng này. Đấy, các bác cái chuẩn giống Đài Loan này nhá, chữ đại tiếng chữ Đài Loan đây. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 140.000 một chậu đi. Ba chậu em miễn phí ship nhá. Quá rẻ luôn các bác ơi. Ba chậu như này này, siêu to khổng lồ như thế này, em bỏ ra cho các bác xem này. Đấy. Siêu to khổng lồ luôn. Em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy, các bác nhìn này. 140.000 một chậu, giá quá rẻ luôn. Hàng rất là ok. Đây các bác nhìn này, mướt mát luôn này. Em và em bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. Trầm thiên long nhá các bác nhá. Hoa siêu thơm luôn. Có thể là lúc nãy là nó nắng nó dọi vào, các bác nhìn nó không kỹ mặt hoa. Nhưng mà hoa là em bảo hành vừa đẹp vừa thơm nhá các bác nhá. Đấy. Siêu đáng yêu luôn. Ok, ba các bác nào mua 3 chậu em miễn phí ship, trong trường hợp các bác mua 1 chậu ghép đơn em vẫn gửi hàng nhá các bác nhá. Siêu đẹp luôn. Em vừa cập bến một lô cát siêu to khổng lồ nhá các bác nhá. Toàn chậu to đại tướng luôn. Chi chít thân này. Nhiều lắm, bê nặng tay lắm. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa ở cái lô cát này nhá. Xanh cốm lưỡi đỏ này. Đây. Trắng lưỡi hồng này. Cam loang này. Tím nhăn này. Mặt hoa cánh bướm này. Và mặt hoa mặt quỷ nhá. Ngoài ra là nhà em có một mặt hoa nữa là mặt hoa lông heo nữa cơ. Lông heo. Đây. Mặt hoa lông heo nữa nhá các bác nhá. Đấy. Một chậu siêu to khổng lồ này rất là nhiều thân luôn. Em chia sẻ với các bác giá là 180.000. Để mà các bác mới so mấy cái chậu mà một cái chậu mà 100.000 em bán trước đây thì cái chậu nó phải to gấp 3 lần nhá. Đấy, các bác mua cực kỳ là lợi nhá, rất là nhiều thân luôn. Và cái hàng này này, về các bác lên sang chậu cho em để cho nó đẻ nhiều cây nhá. Mặt hoa cát thì hoa nó sẽ ra quanh năm. Và em bán ra hàng là tình trạng là hàng chưa có nụ nhá. Tại vì thế này, em kinh nghiệm nhà em nhiều lần rồi. Em nhặt hàng ở bên kia có nụ, có mèo về, đến đây nó toàn xịt thôi. Đấy, trong nó có một bông hoa nó nở bói rồi đây các bác ơi. Đây, nó nở ra thì nó mới bung hết em. Và hàng này là hàng hoa to đại nhá. Hàng cát một lá. Có chậu nhiều thân, có chậu ít thân. Nó phụ thuộc vào cái mặt hoa nha các bác nhá. Đấy, to ơi là to luôn. Em chia sẻ các bác là 180.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu thì em miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua 1 chậu ghép đơn, em vẫn ok gửi hàng. Đây các bác ơi, mặt hoa nào em để riêng ra mặt hoa đấy ra rồi nhá các bác nhá. Cho nên là các bác yên tâm. Bao la luôn nhá. Cát này thì thơm lắm các bác ạ. Bông hoa to, cát chuẩn cát một lá nhá. Size đại luôn. Lá to này. Có những cái chậu này nó còn to khổng lồ như này này các bác ơi. Úi giời ơi. Bề gãy cả cái cổ tay em đây này. To lắm các bác nhìn trên đấy video như vậy. Thế nhưng mà bên ngoài nó to lắm này. Các bác nhìn này. Đây nhá. Đấy. Vẫn còn chưa hết này. Và hàng em đóng em đi em gửi cho các bác là em sẽ dỡ chậu ra để cho nó nhẹ cân nhẹ thùng nhá.
Và đây là một cái dòng trâu lai. Lai giữa đai trâu và hoàng nhạn. Trâu hoa đã thơm rồi, hoàng nhạn nó lại cực kỳ thơm. Cho nên là hai cái mùi này nó đánh, nó trộn vào với nhau, hoa siêu thơm luôn. Chúng em hay gọi nó là đai trâu hồng gấm nha các bác nhá. Đấy, đai trâu hồng gấm. Nó có rất là nhiều mặt hoa. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa này. Đấy, siêu đẹp luôn nhá. Đấy, hồng gấm đây các bác nhìn thấy chưa. Gấm nó có nhiều loại gấm lắm. Đấy, hàng này hoa nó sẽ ra quanh năm rải rác. Một năm nó sẽ ra 3 vụ. Như năm như cái vụ này này. Bây giờ có một số bông hoa bắt đầu nó đã bói nó ra rồi. Còn một số chưa ra, có nghĩa là thế thì em bán hàng này, em bán hàng chưa nụ nhá. Thì chỉ có một số nó ra rồi. Đây, một chậu như thế này. Em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu, em sẽ miễn phí ship. Ui, thơm lắm, có mỗi mấy bông nó nở đây mà thơm dã man luôn ấy. Đấy, về các bác mua. Và có một số cây nó chỉ không được đẹp mướt mát, nó sẽ hơi bị xước xước một chút nhá. Thì các bác cũng hoan hỉ cho em, tại vì cái dòng này lá nó rất là giòn luôn. Đấy, trong quá trình vận chuyển thì chẳng may nó có bị thì các bác cũng hoan hỉ cho em nhá, chứ không vấn đề gì, không phải là xấu đuôi xấu đuổi đâu. Đấy, 3 chậu như thế này là 360.000 em sẽ miễn phí ship cho các bác. Hoa ra quanh năm luôn. Thơm cực kỳ là thơm luôn. Châu đã, hoa dãi châu đã thơm rồi. Hoa hoàng nhạn đây còn thơm hơn. Hai cây đấy gọi là lai tạo với nhau, hoa siêu thơm luôn. Em giới thiệu tiếp đến các bác một mặt hàng nữa thôi nhá, siêu đẹp luôn. Đó là Corat Cookie nha các bác nhá. Cái bông nhà em, bông thực tế, cái cây nhà em đang nở tại vườn đây nha các bác nhá. Nắng nó dọi vào đâm ra nhìn nó không đẹp này. Cánh tròn, bông to nhá. Đẹp lắm. Hoa thì gọi là siêu thơm luôn. Bác nào ở gần đây em đến em cho thưởng thức mặt hoa này. Các bác nhìn này nhà em này. La liệt luôn. Đây, chỗ nào cũng thấy hoa. Thơm lắm. Nói về cái dòng này thơm cực kỳ nhà em. Giờ đến đây mùa bờ rào nhà em cũng có hoa nhá. Thơm cực kỳ luôn. Đấy, nó có một cái mặt hoa đây, nó cũng nở tại vườn nhà em rồi. Mặt hoa nó sẽ hơi đậm hơn một chút. Đây, tay em đây nhé các bác nhá. Đấy, và cái hàng này em cho các bác xem cây thực tế đây. Cây thực tế đây tại vườn nhà em đây nhá. Một chậu nó trung bình nó sẽ có hai cây. Đấy, hai cây như thế này. Có hai dạng cây, một dạng cây là hai cây đều nhau và một dạng cây mẹ con nhé các bác nhá. Đấy, các bác nhìn nhà em này, siêu đẹp luôn nhá. Hàng này em chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu như này em miễn phí ship nhá. Đây các bác này. Đấy, 3 chậu như này em miễn phí ship. Đấy. Và hàng này em sẽ chia sẻ với các bác cây thực tế là cây này nó chưa có nụ, chưa có hoa nhá. Em bảo hành cho các bác từ giờ đến Tết là sẽ có nụ có hoa. Tại vì cái dòng này nhà em bán rất nhiều rồi. Em bán rất nhiều rồi, cứ về Việt Nam mình treo vài tháng là cây nó có sẽ có nụ có hoa. Em bảo hành luôn, như các bác nào mua nhà em đợt trước này, đợt này là được ngắm hoa rồi đây này. Bộ rễ siêu đẹp luôn nhá. Đấy, như các bác nào mua nhà em đợt trước là giờ đợt này đã có hoa rồi. Và đây trong cái lô hàng này nhà em đây, có một thực tế đây, có một cây đang có nụ rồi. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Thực tế đây, cùng một mẻ hàng đấy, các bác nhìn cái cây giống nhau không? Đấy, cùng một mẻ hàng nhá. Cây nó có nụ thì nhá. Đấy. Và em nói lại một lần nữa là em bán tình trạng là em không thể cây nào em không vạch ra em bán nụ cho các bác. Em cho lên là em bán hàng không nụ nhá. 360.000 3 chậu miễn phí ship, và các bác mua ghép đơn một chậu thì là 120.000. Đây. Mặt hoa thực tế này em vừa cho các bác xem này. Đây nhá. Các bác nhìn thấy cây này, cốc kẻ này mà nó 7 nụ hoa này. 7 nụ hoa mà dưới đây nó vẫn còn hoa đây này này. Đấy. Hoa đẹp rực rỡ luôn mà thơm muội là siêu thơm luôn ý. Nhà em chỗ nào giờ cũng có hoa nhá. Đây là cái vườn này, còn vườn trên kia cơ. Đấy, hoa là lung linh luôn. Đấy các bác xem này, em cho các bác xem quay thực tế đây, hoa tợn ở tại vườn nhà em đây nhá. Đấy, bác nào mua hàng giò to thì nhà em cũng vẫn còn nhá. Hoa này, cái này đặc biệt của cái hoa này em nói lại này. Hoa nở rải rác từ nay cho đến tháng 12 dương lịch. Thậm chí là Tết nhá. Tết nhà em cũng đã được chơi hoa 2 năm rồi. Năm ngoái mấy năm kia nhá. Đấy, một chậu như thế này. 120.000.
Giả hạc hoa hồng đỏ, một dòng hoa cực kỳ là thơm nổi tiếng nha các bác nhá. Hoa là siêu đẹp luôn. Và cái dòng này cũng là dòng giả hạc Đài Loan nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đẹp lắm, mà hoa thơm lắm. Hoa lại thơm lại còn sai nữa các bác nhá. Các bác nhá, sai hoa. Đấy, sai cực kỳ luôn này. Hoa siêu thơm luôn nha các bác nhá. Hàng này là hàng em trồng ở trong chậu nha các bác nhá. Đấy, một chậu rất là nhiều ngọn luôn. Và em nói này các bác này, cái riêng cái dòng giả hạc hoa hồng đỏ này, thân nó không mập đâu các bác nhá, thân nó nhỏ nhỏ đấy nhá. Đây, mầm non đang lên này. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá 160.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu, em free ship. Trong trường hợp các bác mua 1 chậu ghép đơn, ok. Và các bác mua 2 chậu thì cộng thêm cho em phí ship là 35.000 nhá. Đấy, hoa siêu thơm luôn. Hàng này nếu mà các bác mà biết chăm sóc tốt, tháng 11, 12, tháng 11 đi, các bác cắt nước thì hoa nó sẽ ra chuẩn Tết luôn cho mình nhà chơi nhá các bác nhá. Đấy. Và cái hàng này các bác lưu ý hộ em một điều này. Nó là cái hàng này, nó hàng thân thòng em trồng ở trong chậu. Khi em đóng đi xa bao giờ em cũng bịt gốc. Thì khi các bác nhận hàng ấy thì các bác lấy cái kéo các bác lách nhẹ ra cho em, xong nâng nhẹ nó lên. Chứ các bác đừng cầm dứt là nó ra hết cả một cái giá thể nhá các bác nhá. Đấy, cẩn thận cho em. Làm như vậy là nó được trồng được một cây lan bao nhiêu công lao, xong là đóng bao nhiêu công lao, xong bao nhiêu con người vận chuyển đến. Mà các bác mở hàng ra các bác kiểm tra thì các bác thấy ưng là được, ok rồi, các bác không phải dỡ ra nữa, tung tóe ra nhá. Nó sẽ hỏng, mất bao nhiêu công sức thì các bác nhá. Đấy, em chỉ còn ít thì không có nhiều. 160.000 một em, 3 em bao ship nhá. Em vừa cập bến được một loạt những cái dòng vũ nữ nhá. Vũ nữ này là vũ nữ vàng công chúa này, vũ nữ anh đào này, vũ nữ sô-cô-la. Dòng vũ nữ thì hoa nó sẽ ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác, và hoa nó thì siêu thơm luôn. Em không phải bàn cãi luôn. Đây này, em cho các bác xem mặt hoa vũ nữ anh đào nhá. Còn đây mặt hoa vũ nữ vàng công chúa, à vũ nữ sô-cô-la. Còn đây là cái cây vũ nữ vàng công chúa này. Các bác nhìn người mẫu nhà em đứng này, cây nó cao hơn cả người mẫu, lúc cái bông hoa nó cao này, sợ chưa. Đây này, em lấy một cây có hoa về em làm mẫu nhá. Còn em bán cho các bác là em bán hàng nụ nhá, em bán hàng nụ nhá. Đấy các bác nhìn đấy, cây này siêu to khổng lồ luôn. Lúc đấy là bông hoa nhá, còn đây em bán cho các bác hàng nụ đó, mới ngăn ngắn như này thôi để vận chuyển cho nó dễ nhá. Đây này, đây là cây vũ nữ vàng công chúa này, còn đây là cây vũ nữ anh đào. Đây này, nụ nó đang ra chi chít nha các bác nhá. Cái cây em đang cầm nó là 4 nụ này, nhưng em chỉ bán hàng có nụ cho các bác thôi. Thế còn về nó nhiều hay ít thì nó sẽ không ra trước thì nó sẽ ra sau này. Đây là vũ nữ anh đào, còn đây là vũ nữ sô cô la thì nó chưa có nụ nhá. Đấy, rồi nó sẽ ra nụ, em bảo hành cho các bác. Cái vũ nữ anh đào và cái vũ nữ sô cô la thì các bác về lên sang chậu cho em nhá. Đây, 3 chậu đây, vũ nữ vàng công chúa đây đây. Hôm nay em sẽ bán cho các bác combo là 130.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu 3 loại em sẽ miễn phí ship. Đấy, trong trường hợp các bác mua 1 chậu ghép đơn em vẫn chuyển nhá. Đây này, nụ này các bác nhìn này, cái bông hoa nó siêu cao luôn. Nhìn không nhìn đấy, không nhìn thấy đâu này, tối lắm không nhìn thấy gì, cao lắm luôn dần thôi. Đây, còn đây là vũ nữ vàng công chúa thì cây nào cũng có nụ. Và em chỉ bảo hành cho các bác cái nụ cây anh đào này và cây vàng công chúa là có nụ nhá, còn sô cô la thì chưa có nụ nhá, đang sưng nụ thôi các bác nhá. Đấy, 130.000 một em, các bác lấy loại nào thì alo cho em nhá. Bao la bát ngát luôn nhá các bác nhá, 3 loại. Đấy, 3 loại combo như này em sẽ bao ship nhá. Siêu đẹp luôn ấy, gọi là nó cái dòng vũ nữ thì nó thơm lắm. Em giới thiệu tiếp đến các bác một mặt hàng nhá. Đẹp ơi là đẹp, lá mít này các bác ơi, bao phê luôn nhá. Lá mít lên đẹp lắm. Giả hạc sao thiên vương nhá các bác nhá. Trời ơi, bao phê luôn. Đẹp lắm, lá mít này các bác này. Đấy, em cho các bác xem mặt hoa nhá. Siêu đẹp luôn. Đấy, giả hạc sao thiên vương nhá các bác nhá. Đấy, mặt hoa đây này.
Hoa này bao phê cho các bác là bao thơm nhá, thơm cực kỳ luôn. Chậu lá mít nha các bác nhá, một chậu nó có từ 3-4 thân trở lên này. Em chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn, 130.000 một em nhá. Đấy. Các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn một chậu em vẫn gửi hàng cho các bác nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Các bác ơi, nhìn lá mít thân nù này. Đấy, bao đẹp luôn. Trên một chậu nó sẽ có cả thân ngắn lẫn thân dài nha các bác nhá. Hàng này trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi, 7 đến 10 ngày các bác tưới cho nó ăn dưỡng chất một lần. Nếu mà bác nào mà muốn mình muốn chậu to thì mình mua mấy chậu về mình ghép vào này. Khi các bác ghép thì các bác cắt cho em cái chậu nhựa này ra, đẩy nguyên cả một cái giá thể này sang nhá, sang cái chậu mới, tránh rũ tung giá thể ra nhá. Bao phê cho các bác này, 3 chậu như thế này em sẽ miễn phí ship nhá. 1 này, 2 này. Trời ơi đẹp lắm cơ các bác ơi. Có 130.000 một chậu thôi. Rẻ lắm. Rẻ, gọi là rẻ ơi là rẻ luôn. 130.000 một chậu này. 3 chậu em miễn phí ship luôn nhá các bác nhá. Hoa siêu thơm luôn, giả hạc siêu sao thiên vương nhá các bác nhá. Bao la bát ngát luôn. Em giới thiệu tiếp lên các bác một mặt hàng nữa đó. Đó là hoàng hậu xanh, được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa nhá. Rồi đẹp lắm, củ siêu to khổng lồ. Đây này em có một chậu, bắt đầu nó đang lên hoa bói rồi nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa này siêu đẹp luôn nhá. Một cái cần bông này nó ra hàng bao nhiêu nụ hoa nho nhỏ nhá. Đây này em xách cho các bác xem này này. Đấy, em chỉ có duy nhất một cái chậu này nó ra hoa bói thì các bác nhá. Trên mỗi một bông hoa này nó sẽ, một cần bông ấy nó sẽ ra hàng vài chục bông hoa nhỏ các bác nhá. Mà bông hoa thì siêu thơm, hoa này cực kỳ bền. Mình chơi phải tầm 4-5 tháng luôn các bác nhá. Để em cho các bác xem này. Củ siêu to khổng lồ luôn nha các bác nhá. Đấy, có một số cây nó đang nứt nụ rồi. Như các bác nào mà mua nhà em đợt trước này rồi, đợt này đang chắc là đang được chơi hoa rồi các bác nhá. Và em bán hàng cho các bác là em bán hàng chưa có nụ nhá. Đây các bác nhìn củ to chưa này. Củ siêu to khổng lồ luôn. Đấy nha, em bê cho các bác xem hai chậu này. Siêu to luôn. Đấy. Củ to cực kỳ luôn. Nó, các bác lấy cái củ to thì nó được ít củ, mà các bác lấy cái củ nhỏ thì nó được nhiều củ nha các bác nhá. Và bây giờ là có một số cây nó đang lên sưng nụ rồi. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 140.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy. Và em ship từ 2 chậu trở lên. Các bác nào mua nhà em đợt trước ở đây chắc là giờ được ngắm hoa rồi đấy. Đây này, có một những cái chậu em bán là bán hàng không nụ cho các bác nhá. Đây là cái chậu là chậu hoa bói của em đây này. Em giữ lại để em làm giống thôi, em không bán, em chỉ bán hàng không nụ như các bác nhá. Đẹp lắm cơ. Nữ hoàng của các loài hoa nhá. Hoàng hậu xanh. Đẹp mê luôn. Đẹp lắm cơ, các bác lên mình mua, lên mua sưu tầm về chơi nhá. 140.000 một chậu, 3 chậu em miễn phí ship nhá. Đây này, có những cái chậu nó đang lên mầm hoa rồi đấy, các bác nhìn thấy chưa? Nhưng mà em bán hàng không nụ nhá các bác nhá. Đây là cái dòng năm cánh trắng HO nha các bác nhá. Cái dòng này thì em không phải giới thiệu nhiều. Nó cực kỳ nổi tiếng, ngày xưa là người giàu mới được chơi, gọi là đại gia mới được chơi, ngày nay thì bác nào cũng có quyền chơi được nhá các bác nhá. Giá cực kỳ bình dân. Em cho các bác xem mặt hoa này. Năm cánh trắng HO nhá. Và nói thật với các bác là cái hàng nó đắt tiền, em còn bảo hành được, cũng chi là hàng rẻ tiền. Bảo hành cho các bác 100% luôn. Và cái hàng này em sẽ nhặt cho các bác là em lấy cái hàng nhiều ki để về cho mình, các bác nhân giống ra cho nó lợi cây nhá. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu như thế này. Các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua 1 chậu ghép đơn em vẫn gửi hàng ghép đơn nhá các bác nhá. Đấy. Mặt hoa siêu đẹp luôn.
Tiếp theo đây là một mặt hàng nữa, đó là năm cánh trắng bạch tuyết nhé các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Toàn những cái dòng hoa nổi tiếng ngày xưa là tiền tỷ mới chơi được, chứ ngày nay thì rẻ hơn cả cái cây bình thường ấy các bác ạ. Đây, cái hàng này em cũng nhặt những cái hàng mà nó có nhiều kỳ cho các bác nhá. Hàng này em cũng sẽ bán đồng giá 120.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Đây này. Và cái hàng này em nói thật với các bác này, em bọc cẩn thận đi xa để cho nó tránh tình trạng nó rơi, nó long dốc, nó rơi giá thẻ ra. Khi các bác nhận hàng, các bác cắt nhẹ cho em xong hãy nhấc nhẹ lên nhá. Và em dính cái chậu này vào, chết vào trong cái thùng giấy. Các bác cũng cắt băng dính ra cho em rồi các bác hãy nâng lên nhá, không các bác cầm các bác dứt là nó sẽ hỏng hết nhá. Đấy. Và có những cái ngọn dài em cũng sẽ ghim vào thùng như thế này. Các bác sẽ cắt băng dính ra rồi các bác nâng lên, chứ đừng các bác đừng cầm bác rút là nó sẽ gãy cái ngọn nhá. Em làm rất là cẩn thận, bao nhiêu công lao mà đến đây các bác này làm hỏng thì nó phí lắm các bác nhá. Đấy, bảo hành mặt hoa cho các bác. Em giới thiệu tiếp với các bác một dòng cây nhá. Trời ơi các bác nhìn này, thân tím lịm luôn. Di linh gieo hạt nhá. Di linh tím gieo hạt này. Mặt hoa đây các bác ơi. Về các bác mua về sổ rất là nhiều mặt hoa. Hoa siêu thơm luôn. Hàng này hàng giống nhá các bác nhá. Đấy. Di linh tím gieo hạt này. Một cốc nhỏ nhỏ xinh xinh nhá, các bác nhìn tay em cầm nhá. Trung bình là một cốc nó sẽ có một cây trở lên này. Cốc nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Đấy, các bác nhìn tay em cầm này. Hàng này em chia sẻ với các bác rất là yêu luôn. Em bán combo 10 cốc như thế này, giá 120.000 em bao ship nhá. Đấy. Và em ship từ 10 cốc trở lên nha các bác nhá. 120.000. Về tha hồ các bác trồng này. 10 cốc 120.000 em bao ship luôn. Mặt hoa siêu thơm. Mặt hoa siêu đẹp và hương thơm thì cực kỳ thơm, các bác nhìn này, thân nù nhá, tím lịm luôn. Rất là ok luôn, giá rẻ giật mình luôn. Cái hàng này trước cách đây năm ngoái là các bác cũng phải mua đến 450.000 một cốc này, mà năm nay là có 120.000 10 cốc. Đấy. Có chậu một thân, có cốc một thân nhá. Có cốc hai thân. Em bán Alaso nhá. Thanh đạm Indo. Hàng hoa Tết nhá, nhà em lại cập bến này. Và em bảo hành cho các bác đây là chuẩn thanh đạm Indo nhá. Hàng này thường thường là nó có sẽ có hai mùa hoa, một mùa hoa chính là nó là vào dịp Tết và một mùa hoa phụ nó vào rơi vào tháng 5 tháng 6. Như cái hôm vừa rồi em quay đấy, nhà em là có ra hoa này. Cho cái mùa này thì em không sẽ không bảo hành mặt hoa cho các bác. Nó có ra nhưng mà nó ra rất là ít luôn. Đó. Em cho các bác xem mặt hoa này. Nói về cái hương thơm thì cực kỳ là thơm và hương thơm rất là dịu dàng nhẹ nhàng nha các bác nhá. Hoa ra chuẩn Tết luôn. Đấy, các bác nhìn này các bác, đây là toàn những cái mặt hoa thực tế trồng tại vườn nhà em nhá. Đấy. Các bác lên mua những cái hàng này này, các bác lên mua, mình mua nên mua nhiều để về lúc mà mình ghép ấy thì nó sẽ ra một suối hoa như thế này. Các bác ơi, vườn ở bên Thái nó đỏ này. Đấy, một suối hoa luôn. Một chậu như thế này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy. 3 chậu em sẽ miễn phí ship. Đây này, em ghép thử vào cho các bác một cái giò này là 3 chậu nha các bác nhá. Đây này, Tết thì nó sẽ ra một suối hoa luôn. Đây, 3 chậu của em trông nó ra, lúc mà nó ra hoa thì có gọi là ối giời ôi luôn. Hoa cực kỳ là dài nhá. Mỗi một cái củ này khi mà nó ra hoa thì ra nó ít nhất là hai nhánh hoa hai bên. Đây là củ mới ra thì củ nó sẽ bé nhá. Đấy. Và khi nó củ nó to nó già rồi thì nó sẽ ra này. Ra nó là củ to. Nó phát triển này, củ to. Và cái hàng này các bác về lên sang chậu cho em. Vì sao em nói thế? Vì nó đẻ rất là nhanh. Đây này. Để cho nó tránh tình trạng là cái cây này nó đẻ là nó tròi hẳn ra ngoài đây này. Các bác lên sang chậu. Các bác sang chậu thì các bác chỉ nhấc nhẹ một cái là nó sẽ ra luôn. Đấy. Các bác nhấc nhẹ một cái thì nó sẽ ra luôn. Thì các bác bê luôn cả một cái bụi đấy, các bác bỏ sang cái chậu khác cho em nhá. Siêu thơm luôn. Thì các bác mua 3 chậu như thế này, em sẽ free ship cho các bác. Em để đây cho các bác nhìn 3 chậu như này nhá, free ship. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì em vẫn gửi một chậu cho các bác.
Còn không thì là em gửi từ hai chậu, các bác cộng thêm cho em tiền phí ship. Siêu đáng yêu luôn nhá. Và đối với cái dòng này thì cái lá nó không được mượt mà cho lắm đâu nhá. Thi thoảng nó sẽ bị như thế này nha các bác nhá. Thế là nó cho hàng chuẩn rừng Indo thì cho nên là nó như vậy, chứ không phải là cái hàng vớ vẩn, cái củ nhỏ nhỏ là hàng những cái người cái gì những cái nick cái Tây Bắc Tây Biếc người ta cho hàng vớ vẩn lên, họ nói là thanh đạm Indo, nhưng mà hàng nhà em bảo hành cho các bác nhá. Đấy.